him, huh? Do you want to cut the cord, Dad? I'm kind of going. Do you want to cut the cord? You want to cut the cord? Yeah. Okay. So you're going to cut right between these two. Yeah, do it, Kai. How many shocks do you have, too? How many what? You have shocks on the table, too. Yes. Right? Yeah, okay. I think we might take him. What do you think? Yeah. Over there, going? No, I don't have to do that. I just wanted to get him off the wet blanket. Yeah. He's crying. Yeah. Finally, huh? Hang on, I'm on. Lazy boy. I know you want Pit going. Lazy boy. Thank you. Where did they go? Oh. Okay. Oh. Oh. Okay. Okay. Oh. Oh. Alright, hat on him. Alright, and we're gonna put him. Can we put him right next to your skin? Is that okay? Okay. Yeah. That be okay. Thank you, everybody. You don't care at this point. Thank you, you guys. You're welcome. I'm sorry we were such noisy cheerleaders. We get excited too. Oh my gosh, you're cute. Wow. Hi, bud. I know. I have to check his right arm really well. Right arm? Yeah. Yeah. What do you think? I will need Chuo and Trio Comic on a CT. Baby boy. Boy ơi dậy chưa? Mắt bự nè. Mở mắt ra nè. Này một ngày tuổi nè. Baby một ngày tuổi nè. Má đã không? Cô chú ơi, cái má đã không nè. Chị hai mê cái má này nè. Nha, nó về cho con nhắc nghe mẹ. Nhắc đi. Bị chị hai hâm he ngắt má à nè. Nó không bôi. Chị nhà gặp chị hai nha. Cái sức giờ nè. Về nhà nha con. Gặp chị hai nha. Nó mở mắt.
ngủ xong rồi nè. Nè, bật xuống ngủ nè, kinh chưa? Bố thì sợ 8 giờ đó, giờ này 10 giờ đó. Bố hai lần luôn. Đó, giờ xong rồi đó, giờ bỏ xuống ngủ nè. Ảnh nè, ngủ đã không? 8 giờ dậy. Bố 9 giờ chơi một chút. Này bố chập nữa một bên nữa. Đó. 2 tiếng. Đó bây giờ ngủ bút 4 tiếng nha. 3 tiếng 4 tiếng giỏi lắm á. Giỏi lắm á. Thật ót nè. Giống một cha nó không? Ừ. Y chang cha nó nè. Ừ. Kêu vậy nó bún rồi, nó không bún nè. Ngó mặt nó kìa. Thì chiếc này, cục này đẻ mướn rồi nè. Ừ. Cái gò cái đầu nó nè. Trời ơi, cái đầu nè. Nó trần lẫn luôn á. Nó trần lẫn, trần lo nè. Này con. Bún miếng này. Bún miếng nè con. Ôi. Ngon, bún miếng nè. Để tắm cái chân mình thôi. Đang ngủ mà cứ ghẹo, hai mẹ con cứ ghẹo. Chị hai cái tối ngày hung hoài. Cái đời ẩm đồ hung, đồ ẩm đồ hung. I don't care. Không care, cái ẩm cứ hung, ẩm hung hoài. Người ta ngủ mà cứ ghẹo hoài. He's cute though. Look at it. He's so cute. Cute. Ẩm mẹo đó. Me, can I put it on? Nó con trai nè, con trai ghét không nè. Ngủ quá nè nó. Quậy phá gì nè nó không. Ừ. Chị hai tối ngày vậy đó. Kêu không né cái mặt ra, không có tay cái chán đi. Canh me nhỏ vậy cái đầu rồi, ẩm đi. Hung đi, hung tối ngày ẩm có ngày. Con ngủ mà cũng ghẹo hoài. Rồi bỏ xuống cho em ngủ. But he's cute burrito. Ơi, tụp tức ơi, tụp tức ơi. Mấy nọ, nhìn tôi nói chuyện hả? Ở cái mặn mặt kìa. Hôm nay 7 ngày nè, hôm nay con đúng 7 ngày nè. 7 ngày chuỗi nha, u trời ơi ngáp. Ủa, nói tụp tức ơi. Ừ, sao? Nói chuyện nghe coi. Hả? Ôi trời ơi. Nói chuyện với mẹ mà nó pẹt luôn kìa. Nó pẹt luôn hả? Nói chuyện với tôi mà nó pẹt. Ách dù không kìa. Ách dù, let's you. Let's you. Được chưa? Sữa chảy kìa. Ui, ướt căng rồi nè. Tiger ơi. Thấy người chịu nói chuyện không? Nói chuyện với em đi. Em ơi, em đâu rồi? À, nhìn mẹ hả? Sao? Đẹp ánh bóng. Sao? Con nhìn ở ngoài trực tiếp đi, nhìn trong đây làm chi? Nè. Rồi, quơ, nó kiếm rồi. Nó kiếm rồi.
Đó, nói chuyện với hai đi. Nói chuyện đụng đụng vậy nè. Đụng đụng cái má 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 vậy nè. Cưng cưng quá. Cưng cưng cưng. Nghĩa sơ kêu. Hồi nãy mới thay trả xong rồi nấp. Bụp nữa. Ý nữa. Mẹ mới thay trả nè xong rồi nấp bụp nữa. À. Bụp nữa. Ừ. Ừ. Rồi nắng cho em nè. Mẹ tắm đẹp trai quá nè, áo xanh đẹp quá nè. Nay còn được 8 ngày tuổi rồi nè. Big boy. Cute không? Hôm nay còn 8 ngày nè. Mới lau mình xong nè, gội đầu nè. Đẹp nè, vô lấy nón đội vô nè. Ok. Lấy nón đội con vô ha. Bé ơi. Let's go. Ây chà. Ủa anh tao bú no phải không, làm chơi chút bú nữa ngủ nha, nghe không? Á không, 8 ngày rồi chưa rụng rúng nữa nè. À vậy 29 ngày đó, con mấy ngày đây? Bé ơi. Thôi lúc con nhỏ cái miệng con nó giống ai vậy? Giống mẹ. Nè em dậy vậy nè. Ôi tụ tụ. 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 Em nằm phơi nắng là cưng không? Ngoan lắm á. Bíp bôi giỏi lắm á. Trời ơi dậy đi nè, to to. Rồi bú miếng đi nọ. Nè. Bé ơi. Trời ơi cái mặt đó kìa. Bú miếng nè con. Sữa căng quá rồi. Giúp mẹ bú miếng rồi. Anh to to rồi. Có cái mỏi nó nhọn kìa, có cơ làm gì vậy? Này bốn miếng con này trời trời chết cho sữa nó chảy ướt khăn hết trơn này con, ướt khăn mẹ hết rồi. Ôi trời ơi dậy đi cục vàng ơi, cục vàng ơi dậy cục vàng ơi. Phơi nắng từ nãy giờ. Phơi nắng nãy giờ rồi, nãy giờ 2-3 tiếng rồi, dậy đi nhà nha. Bé ơi, Trục Trang ơi. Dậy nè con. Trời ơi, ghét quá nè. Ghét quá nè. Dậy đi cục cức ơi. Cục cức ơi, dậy nè. Trời ơi kìa. Trời ơi kìa ảnh kìa. Trời ảnh kìa. Dậy đi bé. Dậy đi bé.
Nè phơi nắng nãy giờ con. Nằm dưới đất rồi phơi nắng lên tới đây luôn rồi ngủ nãy giờ con. Vậy coi, vậy 4 miếng à. Trúc Trúc ơi. Trúc Trúc ơi, dậy đây nọ. Mâm 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 nè. Dậy đây nọ, ôi trời ơi. Con mỏ trâu quá nè. Con dậy đi nha. Con dậy mâm mâm nè con. Bé. Cục kích ơi, vậy con. Bé 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 bé. Trời ơi. Thơm đã quá nè. Thơm đã quá nè. Thơm đã quá mẹ ơi. Dậy chơi. Ê, ổng mèo kìa. Có ảnh kìa. Ổng mèo quá, ổng mèo, ổng mèo kìa. Cái móng mặt kìa, kìa kìa kìa. Đây. Đây, đây, đây. Trời đất ơi. Dậy bú nè con. Baby ơi. Trục Trúc ơi. Trời ơi, cơ má kìa cắn ra đi. Má cắn cái coi. Cắn cái coi. Mổ kìa. Nà 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 nà. Trời ơi cơ. Trời ơi ghét quá đi. Ngoan mặt ảnh. Ồ chạy ra. Dậy bú mấy nhà con. Cục kích ơi. Cái má này cắn hết rồi. Mày đỏ vậy trời. Em à. Ủ em đái hả. Ách tay. Bú no rồi nè. Nằm chơi chút nè, giờ ngủ hang. Con cọp mẹ giỏi quá nè. Con cọp ơi. Nè, chị hai chơi nãy giờ đó. Cái mặt ảnh kìa. Cái mặt ảnh kìa, anh ba kìa. Cắn cái mặt ra được không? Cắn cái mặt ra đi. Cắn cái mặt ra đi. Cái mặt anh ba kìa. Anh ba ơi. Hát đi. Ôi ôi, hôm nay em phơi nắng nữa nè. Em nằm phơi nắng là đã chưa? Hôm nay được 3 tuần tuổi rồi. Vậy em ơi, em ơi. Cái mặt của em kìa. Trời ơi, em kìa. Ôi trời ơi, vậy thay tả nè. Vậy mẹ hay tả cho con nè. Mẫn mặt đấy kìa. Cười. Vậy thay tả đi nè. Ừ, ấy, ừ, ừ, ừ. Ghét quá đi. Ghét con đi. Trời đất ơi. Trời đất ơi. Có ai như em không nè. Có ai như em không. Có ai như em không nè. Trời ơi, chảy má chôn. Chị hai hôn hết mẹ không, chạy má em. Trời ơi. Trời ơi. Tả quá đi nè. Tả quá nè mọi người ơi. Ủa chị hai quay phim mẹ nè. Mọi người ơi. Mọi người ơi, mọi người ơi. Em cắn ai mông nè. Trời ơi, kêu em dậy thay tả em rồi nè. Bữa nay em 3 tuần tuổi nè. Cô hiền quá kìa. Ừ, không phải. Quá không? Bữa nay cô Huyền ơi, làm mà. Trời ơi, vậy thì mẹ thay tả con tả bự nè. Ôi, tả bự kìa. Thay tả thay ngủ tiếp nha. Trời ơi, em ơi, giống không? Hai mẹ con giống không? Hai mẹ con đẹp không? Trời ơi, trời ơi. Trời ơi. Ngủ nè. Bú xong ở ra ngủ rồi nè ha. Ngủ mà. Chứ cái ngủ. Chứ cái ngủ mẹ phải hôn em ngủ mới ngon. Quen rồi. Quen rồi. Không ngủ, không hôn em ngủ không ngon.
Phải không em, bây bỏ sớm ngủ em mới ngủ ngon. Liễn ơi, Nguyễn ơi. Nè, bú xong rồi giấu ở nè. Giấu ở rồi ảnh phê luôn nè. Phê luôn nè. Cái mặt phê đó. Bú xong rồi đặt ở nè. Bắt đầu nè. Ừ nè, ừ rồi nè, bỏ vô xuống rồi cho nó ngủ nè. Nó phê luôn à, cái mặt kìa. Mặt bưng bưng nè. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to Dylan, happy birthday to you. Hãy mơ. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to Dylan, happy birthday to you. Yeah, thank you chị hai. Đấy, con chuột túi của mẹ nè, cưng quá nè. Em ngủ nè. Nhớ em quá à, muốn ôm em ngủ á. Muốn ôm em ngủ mà không dám. Không dám ôm em ngủ, sợ ghiền. Sợ em nghe mùi. Sợ em ghiền hơi, cho em nằm một mình à. Em ngủ một mình à, xa mẹ, không có gần mẹ. Yêu lắm à. Nhớ lắm à. Yêu em lắm à. Có con chuột túi của mẹ nè, ngủ nè. Trời ơi, ghét chưa? Cưng chưa? Cưng lắm á mẹ ơi. Cưng lắm á mẹ ơi. Vui em lắm mà. Muốn ôm em ngủ lắm á. Mà sợ ghiền thôi. Cho em ngủ một mình nè. Cưng quá à mẹ ơi. Hung đã lắm á. Một con quét ơi. Cô chú ơi. Cô chú ơi, ôm hung đã lắm nè. Ghiền lắm nè. Em vẫn ngủ đã chưa? Trời ơi, thương quá à, ghét quá à. Đã chưa? Đã chưa? Chuột của mẹ đó. Chạy má tôi. Chạy má tôi. Chuột túi của mẹ nè, cưng không? Kêu vậy đó, kêu vậy mà ổng mèo, ổng mèo đó. Âu á, âu á, ngủ rồi thả tay, thả chân kìa. Trời ơi, đã không? Rồi, quấn một cục vậy nè. Giờ thả ra, anh thả tay vậy nè, thấy không? Ngủ quấn, như khúc củi vậy đó. Quấn ảnh như khúc củi vậy đó. Giờ mở ra, anh thả tay lên trên liền. Ôi trời ơi. Ủa trụ cái mỏ kìa, ủa trời ơi. Ủa cái mỏ trời kìa. Quấn mệt mỏi quá thì thả ra là hé cười. Thả ra ảnh thả tay lên liền cho thoải mái liền. Thả tay thả chân nha. Ngủ quấn em như củi vậy. Cha chờ đợi như đó đó. Trời ơi, em dậy là hung á, hung mấy cái vậy đó. Nó có ảnh ngủ à. Thả lỏng rồi, đã quá chưa. Ôi trời ơi, cái mỏ trời ơi, ôi trời ơi, gồng kìa. Ôi con gô 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 gô, ôi trao. Ôi trời ơi, địch nữa. Ôi trời trời trời. Ôi trời trời trời. Trời đất ơi. Vậy là thưởng tôi luôn á. À, hai chị em mày đó. Hai chị em đó, thả tay thả chân à. Trời ơi, tắn cái má đi. Dục cái thùng rác đi. Dục thùng rác đi. Lạnh à. Trời đất ơi. Trời ơi, đi ngủ đi nè. Mới bú xong mình nè, trời ơi, nó gì nè, đi ngủ nè. Trời đất ơi. Em ngủ rồi nè. Ngồi xuống ngủ nha con. Mới bú xong nè. Mới bú xong mà nó ngủ luôn vậy nè.
Quýnh nó mà nó cũng vậy nè. Trời đất ơi. Trời đất ơi. Trời ơi, nó ngủ mê mê luôn nè. Đẹp chưa con. Trời ơi, em ngủ mê như nè. Má đỏ luôn nè, không má đỏ luôn rồi ta. Trời ơi, đi ngủ. Mới bú xong ảnh ngủ luôn rồi nè. Trời ơi, con không bỏ chu chu rồi. Trời đất ơi. Nó chai quýnh hoài luôn đó. Cái mặt ảnh kìa, câu cái má ảnh kìa. Trời ơi, ngủ với con. Bú trong ợ xong rồi xuống nó ngủ mất tiêu luôn. Ợ xong rồi ngủ mất tiêu luôn nè. Trời đất ơi. Trời đất ơi. Quýnh nó vậy, quýnh nó vậy đó. Quýnh nó vậy đó. Trời đất ơi. Trời ơi, đi ngủ nha, ok. Qua giúp xíu cho thấy thôi, em đi ngủ nha. Em đi ngủ nha. Trời ơi, mới bú xong ợ xong rồi. Anh phê luôn rồi. Anh phê luôn rồi. Anh phê luôn rồi. Nói, bye bye nha, con đi ngủ nha. Anh phê luôn rồi, quýnh quá trời quýnh rồi. Nó phê luôn rồi, kìa kìa, mọc mọc ra kìa. Con trai mới vậy nè. Này, ai con trai ơi. Con trai dậy hả? Ấy giờ không được có cái gì đó đó. Trời ơi, sáng sớm dậy đó, kêu cái là cười à. Ai con trai dậy hả? Giờ bú không? Là rồi. Rồi bú cái miệng mồm sữa không mà. Ồ, ghét chưa? Ô sáng mới ngủ dậy đó, mới vừa dậy. Ô trung dài. Ô trời ơi, trung dài. Chào, con trai dậy vậy, vui vẻ lắm á mẹ. Ôi trời, ôi trời, ngáp hả? Cười, trời, ghét ghê. Ghét quá anh ơi. Anh ơi, anh ơi. Anh ơi, anh mới dậy hả? Dậy là kia là cười, cười hoài, cưng quá à. Ôi trời, ôi dung dai hả? Cảm ơn xuống dung dai ha. Quấn anh ngủ đó, quấn một cục đó, giờ mới mở ra nè. Thảo, con ngủ ngon không? Hả? Tối ngủ ngon không? Hai con trai. Ai cười cái giữa cười. Ai con trai quá ưu dung dai hả? Mày bấm luôn xuống dung dai nha. Ai thả. Ui trời, chị hai đi học, xuống đưa chị hai đi học nha. 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 Ẩm bấm luôn xuống đưa chị hai đi học nha. Ôi trời ơi. Được cái chiếc con mắt rồi. Được cái chỗ đó đó. Xấu giờ phải ẩm lên nè, không ẩm lâu phải e nè. Nhà kêu mấy cái cười là đủ rồi. Phải không? Cười cái nữa là mày tắt nè. Cười cái nữa ẩm xuống nè. Dạ. Ai gọi bà ngoại không? Bà ngoại ơi, con dậy trưa lắm nè. Ơ bà ngoại ơi. Ai dùng dài nha. Ất tà tà. Đi đưa chị hai đi học nha. Ẩm con xuống đưa chị hai đi học nha. Nghe à. Thấy không? Ừ. Trụ cái mỏ kìa. Rồi rồi rồi, không ẩm xuống là la đó. Ok, được chút xíu vậy đó. À, được chút xíu là tươi tươi vậy đó. Là ẩm la nè. Này này, cười cái nữa nè. Chào. Cười cái nữa ta. À. A tà tà. A tà tà, giờ bây giờ tôi quạo rồi. Bây giờ tôi muốn đợi bú nè. Ok, bú nha. Ai bú nha. Trời, hôm nay là thứ năm. Mấy ngày nữa. 6, 7 chủ nhật, thứ hai, thứ ba là con được 3, 2 tháng rồi, đúng 2 tháng nè. Ở đó, đó, đó. Thấy cái nết chưa? Thấy cái nết em chưa? Thấy cái nết chưa? Mấy ngày nữa. 6, 7, chủ nhật thứ 2, thứ 3, 5 ngày nữa là con 2 tháng nè. 5 ngày nữa con tròn 2 tháng tuổi nè mẹ ơi. Đó, cái nết ảnh đó. Thấy chưa, thấy ghê chưa? Con nết tui vậy đó.
Cười nghe nữa coi. Mà sáng sớm kêu là cười liền à. Mà ẩm lâu quá không biết quạo khóc nữa. Bú nha. Ở đâu ơi, bú bú nha. Cái ảnh đó, cái ảnh đó. Đập tục 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 tục. Nó đạp vậy đó ha. Anh chào. Anh đi. Anh ẩm tôi xuống đi. Tôi quạo gọi cái đồ bú á. Bú nha. Anh bú nha, mẹ cho bú nha. Ồ, ok, bye bye. Bye bye nha, bye bye, cười cái nữa đi. Cười nhẹ cái nữa đi. Wow, wow, ok, bye bye. Đây nè. Ơi, dậy rồi nè. Ê, cục chàng, ơi. Ơi, em nè. Ủa, anh Thọ, anh Trừ vậy? Anh được cái sáng dậy và kêu cười vậy? Được cái chỗ đó đó. Mụ bà nóng cười chỗ đó vậy được á. Em ơi, ơi nè nè. Ê. Ê, 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 ủa, nè, ơi, ơi, con trai dạy bú nè, hả, à, trừ cái chơi, ai trà, ai trà, chụp dây, chụp dây, u, trà trà, này, em chưa được 2 tháng nữa nè, 4 ngày nữa em 2 tháng nè, ai trà, nè dậy bú hả, cười cái mẹ coi. Ai anh trai, ai nhìn bài nè, nhìn cái đây. Ồ, ai cười cái coi, cười cái coi. Giống dai, giống dai. Quảnh kìa, trời ơi quảnh kìa, ổng mẹo, ổng mẹo kìa, trời ơi. Không hai con trai, ai cười cái giữa cười. Ai con trai quá ưu dung dai hả? Mày bấm luôn xuống dung dai nha. Ai chà. Ui trời, chị hai đi học, đi xuống đưa chị hai đi học nha. 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 Ẩm ẩm luôn xuống đưa chị hai đi học nha. Ây trời ơi. Được cái tiết con mắt rồi. Được cái chỗ đó đó. Xấu ưu. Giờ phải ẩm lên nè. Không ẩm lâu phải e e nè. Nha, kêu mấy cái cười là đủ rồi. Thấy không? Cười ngay nữa là mày tắt nè. Cười nghe nó ẩm xuống nè. Dạ. Ai gọi bà ngoại không? Bà ngoại ơi, con dậy trưa lắm nè. Ơi bà ngoại ơi. Ai dùng dài nha. Ất tà tà. Đi đưa chị hai đi học nha. Ẩm con xuống đưa chị hai đi học nha. Nghe. Thấy không? Ừ. Trụ cái mỏ kìa. Rồi, không ẩm xuống là la đó. Ok, được chút xíu vậy đó. Đổi chút xíu là tươi tươi vậy đó. Rồi âm la nè. Này này cười cái nữa nè. Chào. Cười cái nữa ta. À. Ai tà tà. Ai tà tà. Giờ bây giờ tôi quạo rồi. Bây giờ tôi muốn đổi bú nè. Ok bú nha. Ai bú nha. Rồi. Hôm nay là thứ 5. Mấy ngày nữa. 6, 7 chủ nhật. Thứ 2, thứ 3 là con được 2 tháng rồi, đúng 2 tháng nè. Ở đó, đó. Thấy cái nết chưa? Thấy cái nết em chưa? Thấy cái nết chưa? Mấy ngày nữa. 6, 7, chủ nhật, thứ 2, thứ 3. Kinh. Thôi đi lên, để lạnh em. Để lạnh em. Rồi, bye bye. Ơi đi chơi chút xíu vậy. Ừ. Anh trai ơi, vui à? Đã. Ơi vui không? À ơi. Ngày mai con 2 tháng nè. Ngày mai là 12 tới tháng 2 nè. Ngày mai con đúng tròn 2 tháng tuổi nè. Ồ. Ngày mai con 2 tháng à, mẹ ơi. Thấy không? Ai ơi. Đi chơi hả? Qua nhà bạn chơi hả? Ồ. À nhiều chuyện. Thấy không? À chơi chút xíu về hả? Ồ. Ngày mai con 2 tháng nên đi chơi chút xíu nè. Ồ. Hi kid. Hi son. Hi son của mẹ. Nè, ai đây? 1, 2, 3. Ê. Ê, nhìn ai vậy? Hả? Nó vẫn mặt đó kìa. Nó ghét chưa? Nó vẫn mặt đó kìa. Nó không chuyện kìa. Có nhiều chuyện kìa. Nè. Nhiều chuyện quấn mặt nó kìa.
Ngủ dậy đầu bú nè, nó la âm trùm nè. Ồ, nó la âm trùm ở đầu bú nè. Nó nhiều chuyện với mẹ nè. Cái mổ nhọn nè. Mới có 2 tháng mà nó mổ nhọn nè. Ôi cơ. Đó, ngủ dậy đầu bú đó. La cái miệng la âm trùm. Đó. Nói chuyện với mẹ cái nó cười nè. Nói không? Nghe không? Thằng trái con. Thằng trái con. Nè. Này. Đó, nhìn lại đó, thấy rồi đó, thấy rồi đó. Ê này. Hả? Chào. Cười một cái nữa coi. Cười tôi nữa để coi. Cái này âm dùm mà. Hả? Cái mỏ kìa. Mỏ nhiều chuyện kìa. Úi trời 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 trời. Úi cái mỏ nhiều chuyện kìa hả? Chào. Không cái mỏ nhiều chuyện nè. Mỏ con trai mà nhiều chuyện ớn à. Hả? Hả? Nó tự cái coi. Ôi trời 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 trời. Phê vậy, phê vậy. Dế, 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 dế. Chết cho mà chưa, chết cho mà chưa. Nói mà đẻ cái má của ta hả? Đợi cái má của ta hả? Cái mặt đó kìa, cái mặt đó trời. Mặt nó mỏng hung được hả? Hả? Tiếp tục, tiếp tục nè, đấu nè. Chào. Đấu với tôi hả? Tăng tăng tăng. Tăng tăng đang nhiều chuyện, nó đang đấu nè. Nó đang đấu 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 thủ nè. Nó đang nhiều chuyện với tôi cả. À, cái mặt khỉ đó kìa. Nó giả ra được trơ. Cắn cái được trơ. Cắn cái má nó coi. Được cái chửi cũng cười nữa. Kêu nó cũng ồ. Kêu nó cũng cười nữa. Mà chửi nó cũng cười nữa. Đây nó gây nha, gây bị mẹ chửi cũng cười nữa nè. Hả? Rồi chửi nè. Làm sao? Tại sao? Gây hả? Ăn đồn bây giờ thấy chưa? Chửi cũng cười mà nói chuyện cũng cười, cái gì cũng cười được cái trái đó. Mà gây đi. Tán cái gãy răng liền á. Tán cái gãy răng liền á. Thấy chưa? Nằm chơi đó, khi nào buồn ngủ thì ngủ. Du, quên đi, khóc đi. Không biết cha bây giờ khóc đi. Ừ. Ai khóc hả? Ai khóc rồi cười hả? Ôi chù, vậy đó hả? Miếu đi. Đang nói chuyện chơi tự nhiên miếu. Ừ, đang nói chuyện chơi tự nhiên cái miếu chui hả? Ồ. Nó đang nói chuyện mà tự nhiên cái miếu hả? Nó cười tiếc cho mấy ông ngoại mê lắm mẹ. Ờ, ngày xưa ông ngoại thích chị hai cười tiếc con mắt. Ồ, cười tiếc con mắt á. Giờ con cũng tiếc con mắt luôn, ông ngoại thích lắm á. Ông ngoại chưng lên. Em cười giống con tại tôi. Y chang luôn á. Cười tiếc con mắt y chang chị hai. Ồ, ai. Đang nói chuyện. Wow. Đang nói chuyện mà. Trời. Ông đang nói chuyện mà tự nhiên cái khóc vậy. Chào vậy. Ôi dèo. Ai dèo. Ai chị hai dèo hả? Ai ôi khóc gây nè. Ai chị hai dèo. Ai chị hai dèo hả? Má hả? Má rồi mà má. Chị hai dèo con hả? Ai nha. Anh nha. Anh nha. Cười. Ai được cái đó. Xấu quá. Được cái cười đó mà để gỡ lại á. Được cái cười mới gỡ lại á. Ông không lại thấu thấy cha luôn. À. Xấu quá. Ừ. À, không là. Này. Là đi. Chát trăng rồi. Có bú không? Hay là sao? Tới giờ chưa? Tới giờ chưa? Trời ơi, vậy đó hả? Ông nha, vậy đó. Ông nha, vậy đó hả? Ông vậy đó hả? Mấy ghẹo vậy hả? Ôi trời ơi. Ôi cưng quá, khóc vậy đó hả? Ai cười cái này, cười cái này. Cười cái mẹ ẩm, cười cái này. Ngà. Ai nha. À. Gây vậy?
Chơi gì chui vậy? Ờ, chị Hai chơi kìa. Sặc, sặc, sặc đó chị Hai đó. Ờ. Ai cả? Chị Hai chơi vậy? Ai gì? Ai chơi trắng trắng trắng. Nhắc cái đi. Má, à, cái má nó đỏ lắm mà, trắng nó đỏ lắm mà. Trắng nó đi. Hai tháng rồi đó. Hai tháng hai ngày vậy đó. Hả? Hai tháng hai ngày vậy đó. Bắn mặt kìa kìa. Bắn mặt kìa. Bắn mặt kìa. Bắn mặt kìa. Cắn nó đi. Cắn 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 nó đi. Ok bye bye nha. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Có cái ghế này đã không? Nè, có cái ghế này nắm đã không? Để gọi đầu nè. Gọi đầu chị em nha. Sao mà rửa mặt nè. Phê phê phới phới à. Không tắm thao thì ngày nào cũng quay đầu như nè. Nó mát. Chào. Đó. Đó. Là mình ra đậu đây. Con này đỡ đỡ tay, mỗi tay. À, ít thao thì đỡ mỗi tay, mà đỡ mỗi tay lắm á mẹ ơi. Đó. Ẩm mỗi tay lắm. Cởi áo lau lạnh lắm, lau vậy đó, lắc tháo da lau cổ chú đi nha, lau cổ chú nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
con chậm cổ với nách nữa không? Chua chua, nó chua chua chua. Nó sao? Nó chua 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 lắm á hả? Nó chua chua lắm á hả? Thôi không được cởi đâu. À, để tao không thấy đâu ha. Không thấy gì được nha. Thôi khỏi đi. Cởi đồ để nó không cho nha. Thôi cởi đi, lao đi. À, rồi, dưới con voi. Nết dữ chưa? Đó, đó. Điện tới là la vậy đó, nghe không? Mắt nhắm mà la. Chờ chút nè, chờ chút nè. Nè, nè, nè. Đang băm sữa, chờ chút, chờ chút. Chờ chút. Nó đâu có thấy đâu. Mắt nhắm mà la không à? Rồi dữ không? Dữ không? Bẻ bẻ. Chờ mẹ chút nè. Nè. Đó. Nết đâu có vừa đâu nè. Vậy mới lần vậy nè. À, la chùm vậy đó. Vậy là phải có sữa vô liền. Wow, wow, wow. Wow. Wow mà u, wow mà bỏ nè. Wow, wow, chờ chút nè. Ừ, ừ. Đang băm sữa, chờ mẹ ăn chút nha. Nha. Chờ xíu nữa, 2 phút nha. Nha, mắt nhắm mắt ngủ rồi la ấm sùm à. À nha, chờ mẹ ăn chút nha. Xíu nữa, 2 phút nữa nha. Được cái kêu rồi cũng cười ha, ở nhỏ nhỏ. Đó. 2 tháng mà la ấm sùm. Không. Không còn, không có giờ máy nữa. Nè, ăn sao không? Nhiều chuyện. À, đó búng 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 mà cầm cái máy lên ư cái cười hí 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 cầm máy lên cái giờ máy à tắt máy rồi mới chịu à, phải giấu cái máy này nè giấu cái máy xuống cho anh khỏi nhìn nè hả à, nhìn nó mới nói chuyện nè nó nhiều đồ đó thấy chưa thấy không nó nhiều chuyện lắm mẹ lai like, nó không bao giờ nói nó giờ máy không à hả à, mình tắt cái máy vậy nè nó mới nhiều chuyện nè ư ư đó đó thấy chưa nhiều chuyện vậy đó đó vậy đó sáng nó sung vậy đó hai tháng rưỡi rồi nó sung vậy đó nó sung vậy đó không cho thấy cái máy thấy máy là anh nhìn cái máy nha à. Nói chuyện với mẹ không chị nữa cô đập nha u e đó đây nè ư e ư e hả mẹ bỏ hả nhiều chuyện họ cái mỏ kìa cái mỏ không chuyện họ hả đạp đạp tôi à đạp đạp tôi à đạp tôi đạp hả nè đưa cái máy lên anh nhìn máy nè đào nói chuyện với mẹ không không đâu có nhìn đâu không nói tới luôn giấu cái máy xuống đào giấu cái máy nó mới chuyện nó mới cười thấy không ố cái mỏ nhọn vô cái mỏ hống chuyện nè nè quá đi cắn nó đi Achi. Mọi người. À. Nào. Mọi người cười cười cười. Kêu là cười là được cái chỗ đó đó. Thương lắm á. À. Yêu lắm à. Được cái là kêu xấu quá đi. Được cái kêu cười à. Cần chỗ đó đó à. Đi đâu ạ? Đi đón chị hai ạ? Đi chở chị hai đi học hả? Đi đâu vậy con? Cười 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 cầm máy giờ máy cười hả? À. À bữa giỏi á. Đi chơi giỏi á, chở chị hai đi học đó, giờ đi về nha. Thấy không? Ờ, nhìn mẹ nè, nhìn máy vậy nè. Hả? Bên tao nè 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 nè. Bên tao hả? Đi về nha. Bye bye. À. Ủa à các chàng ơi 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 hả cục kít ơi ồ cười cái nè cười cái hey trời cái coi à cái mặt ục kìa
nó đạp đạp hả, nó mừng lắm nè, nó mừng lắm nè. Má nó mừng nó đạp rồi. Ok ok ok, anh đào nhìn mẹ nè, anh đào hả, muốn cái gì mà đạp đạp tới tới dữ vậy, đạp 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 chui dữ vậy. Anh hai, anh ba, hai anh ba, anh ba muốn cái gì mà anh ba đạp chui dữ vậy. Cô gật, cô gật, háo hức kìa, háo hức kìa. Ừ. À, 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 không mới 2 tháng rưỡi nè, nó đạp. Ba tay đi khám ha, ba tay tháng 5 đi khám nè, đi khám coi lên bao nhiêu ký, đều khám 2 tháng có bao nhiêu ký. Có dài bao nhiêu. Ảnh đó, có ảnh đó. Anh chào. Anh chào hả, à, mới ngủ dậy hả? À? Trưng trương hả? À. Mới ngủ dậy chiêu là cồi hả? À. Ừ, có nhiều chuyện lắm á. Mới có 2 tháng rưỡi hả? À. Mà ảnh ót ét lắm, nhiều chuyện quà cố luôn đó kìa. Em mới có 2 tháng rưỡi hả? À. Mà em nhiều chuyện lắm mà. Em hóng chuyện lắm mà. Em cười sáng chị nha. Sáng dậy em cười nè. Bình có gồng nữa. Nè 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 nè. Chào. Bú chữa chưa? À, chưa bú ạ. À? Cười cười. À. Cười giống chị hai quá đi thôi. Hả? À, chị hai đó hả? Xong chưa? Đưa chị hai đi học nha. Đưa chị hai đi học nha. Sáng rồi. 8:30 rồi. 8:30 rồi. Chờ chút nữa xuống đưa chị hai đi học nha. Đóng cửa cho chị hai nha. Như chưa? Rồi xong lên mình bú ngủ nha. Ha chê. Ô chê không? Ô chê không? Mới gắn vô chút già, mới gắn vô đập chút già. Cái con cọp nè. Không sao, không sao, không sao. Chắp chắp cái miệng, đói bụng hả? À, đói bụng hả? À, đói bụng không? Đói bụng hả? Ô, có đói bụng không? Đây con cọp nè. Đây con cọp nè. Em mới 2 tháng rưỡi nè. Em 2 tháng rưỡi nè nè. Đã chưa? Em 2 tháng rưỡi nè. Ngắt đã lắm nè. Ngắt cái đi, ngắt cái đi. Đùi giết nè. Nè. Anh chị cười cái nè. Anh chào. Ý hả? Hai đáy. Gồng 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 cái mặt kìa. Anh chào kìa. Cái mặt kìa. Cái mặt kìa. Anh chào. Dung dai màu vàng màu giống màu chạy về ngoại chơi nè. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi cái mẹt kìa. Ôi trời ơi. Ôi Dung dai màu vàng màu giống màu chạy về ngoại chơi. Ôi trời. Ôi trời đừng có nhìn máy nè, nhìn mẹ nè. Nhìn sao. Nó cười tiếc trong mắt vậy đã. Nó cưng quá vậy đã. Ôi bắn mặt. Mà cắn cái má nó đi. Cắn cái má nó đi. Cắn cái con cọp này đi. Con cọp con mặt hí mặt hí. À, đừng có nhìn máy, mắt khí à. Tặng mắt khí rồi. Ồ. Ôi, ê, 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 ê. Ok. Ê nha, ok, bye bye nha. Không sao, không sao. Không chạy đi hả? Ba, ba. Ba. Bà bú đó. Ghê ghê. Kêu, ờ uống mây ẩm luôn. Bỏ hết rồi uống mây ẩm luôn. Buồn ngủ rồi. Mắt nhắm mà la buồn ngủ rồi. Mấy con buồn ngủ hả con? Giấu cái máy đi nè, tôi không cho thấy cái máy nè, nên mới nhiều chuyện được. Còn thấy cái máy là nhiều nhìn cái máy không à. Ừ. Tôi giấu cái máy đi. Ừ. Ừ. Tôi giấu cái máy mới thấy được nè, mới cười được nè. Đưa cái máy lên là anh không mới nói chuyện, anh đã nhìn máy không à. Con này nhìn mẹ nói chuyện nè. Anh sao vậy, nằm chơi nói chuyện hả? Vì con quậy 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 cái tay hoài nên mày cột luôn nè, mày quấn mà luôn nè, quấn không cho quậy nữa nè. Ừ, mỏi nhọn, con trai nhiều chuyện, con trai nhiều chuyện, phải không? Ừ, ngóc cái đầu nữa, ngóc cái đầu, con trai nhiều chuyện,
nhiều chuyện quá đi à. Xấu quá đi à, được cái cười thôi à. Không cười là thua rồi, dớt giá cái cười á. Không có cầm máy nữa. À. Xấu quá hả? À. Ghét không? Không có cầm máy nữa. Nè. Xấu quá là phải không? Ai? Cái mặt ai? Có cái mặt kìa, đáng ghét chưa? Trời ơi, nó trụ trẻ trẻ kìa. Ai? Ôi ơi. Ôi, chị Hai nghỉ ở nhà giẫm em à? Ai? Đây nè nè nè. Xin chào. Ê, không nhìn phải không? Nhớ nhà nằm xuống mới nhìn nha. Đứng được là không nhìn nha. Ờ. À, cái mặt mặt nó kìa, trời ơi. Cái bắn mặt nó kìa, 10 ngày nữa em 3 tháng rồi. Thấy không? 10 ngày nữa con 3 tháng là trời đất ơi. Bắn mặt nó kìa. Hey. But it used to be 6 shots. It's so now cool. It's only 2. Okay. Em ơi, em chích hai mũi em về em cười hoài vậy đó hả? Cười hả? À, không, em mới chích về nè. 6 mũi luôn, 2 mũi vaccine cho uống. 4 mũi đây. Ừ, làm. Nè em ơi. Nè. Mới chích về nè. Rồi, chích hai bên nè đó. Hai bên đùi. Vô rồi, 4 là 6 luôn. Hôm nay chích 6 tim. Không đi. Mấy mũi đi. Hôm nay chích mấy em mấy cái? Xin tới dồn 4 hai cái này, hai cái này với hai cái uống, tất cả là 6 hôm nay luôn. Trời ơi, ê chích xong rồi em về em cười nè. À, em chích xong về em tươi em cười lắm á mà. Ôi trời 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 trời, mỗi bố sao ốc sữa. À, em tươi em cười quá. Ai trời trời, còn mấy ủi đó nè. Ừ, cười. Ừ, sao em khỏe rồi? Suốt đêm em bị khọt nghẹt mũi nè. Giờ còn ít nè. Nóng nè. Chích về bị nóng nè. Nghẹt mũi nè. Giờ bớt nhiều. Ồ, con chơi được chút xíu à. Con cười là cười cái coi. À, em ơi. Đừng có nhìn máy này. Em ơi. Hả? À, ai cười cái hả? À? Ừ, thương lắm mà. Ừ. Ừ, còn nghẹt mà ít nè con, đỡ ha. Dán ra con. Hết nóng rồi. Rồi em 2 tháng, 2 tháng rưỡi nè. 10 ngày nữa con 3 tháng nè. Con vượt trội hơn người ta nè. Bác sĩ nói con vượt trội hơn người ta 2 tháng rưỡi đó. Ừ, 15 phao cho chấm 10. Ừ, thấy không? Xanh lúc 9 phao 2 ao. Bây giờ là 15 phao 10 ao. Vượt trội hơn người ta đó, giỏi quá, ngoan quá, cưng quá. Cưng quá, cưng quá. Nói chuyện em rồi đó. Lâu luôn. Xong nói đi. Cưng xong nói đi. À, hả? Sao? Mới ngủ dậy mà. À, chứ cái gì? Cười.
Anh chào. Cô. Ô trời ơi, mới ngủ dậy nè. Hả? À, trời két hết trời hả? À, mới ngủ dậy kêu rồi cười hả? À, nó đang đợi bú á. Đó. Chút xíu rồi nó é é đây, nó không cho chủ rồi nó é é cho coi nè. Nó được chút xíu à, à hả hả? Nó được chút xíu à. Không cho bú sữa là nó é lên cho coi nè. Hả? À, cái bẩn mặt đó kìa. Bẩn mặt mới ngủ dậy kìa. Trời ơi, đã chưa? Đó, mới ngủ dậy đẹp trai lắm, chút xíu hết đẹp trai à. Chút xíu là xấu quá à. Dạ. Dạ, một tuần sau nó còn 3 tháng nè. Ừ. Đúng một tuần nó còn được 3 tháng nha, trời cười. Đó, được cái cười cười. Ừ. Ngủ dậy kêu là cười vậy đó. À, chút xíu không cho sữa vô là tôi é lên nè. Nết tôi xấu lắm á. Thấy không? Nết xấu lắm. Vậy là khóc liền à. Nó bụng u trụ vậy nè. Nó vậy là khóc liền é, nhắm mắt la không có nói gì hết. Nay cười vậy hả? Thanh xui hả? Ai cười tít con mắt vậy đó hả? Nạ. Đào. Bố hả? Gãi không? Cười tít mắt cười nha. À. Tôi cười đi nha. Chút xíu không cho sữa vô, tôi nhắm mắt tôi la làng á. Tôi xấu nết lắm á. Ừ. Cái bản mặt này xấu nết lắm nè. Ừ. Cười hoài à. Cưng cái cười hoài à. À. Ở đây mấy tay vậy? Ở đây 7 tay tháng 5 nè. À, còn mấy ngày nữa ta? À, 5 ngày nữa. Yeah. 5 ngày nữa con được 3 tháng nè. Ải không? Được 3 tuổi, gần 3 à? 3 tháng rồi ta. U. Có nhiều chuyện lắm á. Con trai mà nó mổ nhiều chuyện lắm đó. Nhiều chuyện bật cố luôn á. Cái mổ đó. À trời hả? Tôi uống sữa đi, giọng lắc rồi tôi la đó. Tôi cười chút rồi tôi la đó. À, tôi cười thôi á. Không cho sữa vô tôi nhắm mắt tôi la làng á. Tôi xấu lắm á. Xấu nết lắm á. Mặt heo. Cái mặt heo. Hả? À, chạy trả. Ờ, à, là buông đi là nó é lên nè. Xấu lên á. Sao? Mới ngủ vậy nha. Mặt đẹp trai lắm. Một chút xíu nữa là gồng lên cái mặt đỏ lòm mà. Xấu lắm. Nha, đừng có gồng nữa con. Gồng xấu lắm, đừng có gồng nữa con. Đó, thấy chưa? Sắp sửa đỏ rồi, thấy chưa? Đừng có gồng nữa. Gồng xấu lắm, hiểu chưa? Ngủ vậy thì mặt trắng lắm. Trắng trẻo đẹp trai lắm. Một chút xíu là nó gồng lên là đỏ lồm mà. Thấy ghê. Nó cho tôi chữa đi, không cho tôi la bây giờ đó. Tôi đang vui đó nha, cho sửa đi. Ôi trời. À, không cho sữa là tôi la đó, nhắm mắt tôi la làng á. Nữa. Tôi la làng đáng chịu rồi nè. À, tôi xấu nhớ tấm rồi nè. Ngủ như khúc củi vậy nè, đó. Quơ cái tay đó. Cho ngủ như khúc củi vậy đó hả? Nó cười cái nghe coi. Cho bố nha. Ok bố nha. À chà. Lìa, vậy nè, trả vậy nè. Bye bye. Mẹ đi nha. Ok, bye bye nha. Bye bye. Hả? À, cười hoài, không muốn tắt luôn á. Nó cười hoài, không muốn tắt luôn á. Nhắc cái mắt này. Bập. Nào. Cái má đó. Bye bye nha. Ta. Chào. Cái nữa coi. Cười cái nữa coi. À, từ được. Bye bye nha. Ok, bye bye. Bé ngủ nè. Bé ngủ đó. Bé ngủ vẫn nha. Hung hít bắp tay bắp chân nè. Vẫn ngủ rồi thấy chưa? Có vậy trả chưa? Bé gì đó. Ngủ nè. Làm gì nó quen rồi thấy không? Trước khi ngủ ôm hung hít làm đủ thứ á, nó quen nó không giật mình. Nha, không giật mình. Bí quyết của mẹ nè.
Bé biết của mẹ à. Hung là hung hết, hung hết đã luôn. Đi ngủ không? Nằm ngủ có lâu lâu cái ôm hung, lâu lâu đánh, lâu lâu bóp, ngắt. Bóp ngắt. Thấy chưa? Thấy đã chưa? Bóp ngắt vẫn ngủ phải không? Cái này đi coi. Rồi được coi. À hết thở, hết thở, hết thở. À hết thở, hết thở. Ôi. Rồi xong rồi. Sáng lại nhiều chuyện quá nè. Cái bạn mặt nó nhiều chuyện quá kìa. Cái bạn mặt nó cưng cưng cái kìa. Đâu ạ? Cái mặt nó cười này 3 tháng mấy nè. 3 tháng mấy ngày hả? Hả? 3 tháng mấy ngày mà đã nhiều chuyện lắm á. Mới 2 tháng mấy cũng nhiều chuyện rồi. Ghê dữ lắm mà. Bữa nay 3 tháng còn nhiều chuyện hơn nữa nè. Đạp kìa. Hả? Anh nhìn mẹ không? Anh ơi, cái con cọp ơi. Ai con cọp nhiều chuyện á. Con trai mà có mỏ nhiều chuyện. Mỏ gì? Là ta đánh đả lắm á. Cái đồ này đánh đả lắm nè. Nhìn mẹ nè. Sao? Mày đi à? Không nhìn mẹ mày đi à? Nghe đâu? Rồi. Nhìn mẹ nè. Tôi tắt máy bây giờ á. Nhìn máy mà tôi tắt máy à. Phải không? Tôi đạp sáng chung quá giờ. Cái sáng chung vui vậy quá giờ. Chị hai đi học rồi, đó gì đón chị hai nha. Xong về đưa chị hai đi học nữa nha. Nha không? Anh Tết ơi. Nè. Chồng. Ây, nhìn gì vậy? Nhưng mà cực duyên lắm á. Cái duyên lắm á, ghét lắm mà. Ghét lắm mà. Bữa đây có đồ chơi nè. Bữa gắn đồ chơi cái ghế về nè, ghế nhỏ có xin về chơi nè. Thấy không? Chưa biết nhúng chứ mới ngồi thôi, chưa biết nhúng ngày từ từ hen. Nhúng đi nè, chạy nè. Chưa biết chơi giờ chỉ ngồi thôi nha con ha. Ngồi thôi nha. Con tôi cũng có đồ chơi với bộ. Tôi còn thùng đồ chơi nữa kìa, ghế xe nữa kìa. Nha. Mấy tháng là chật. Nha. Phải lấy cái chỗ bà đại lên. Lấy cái kia lên, cái kia lớn hơn nữa mà cái xe cái đẩy nữa. Rồi nhúng chừng chừng. Nhúng rồi đó. Tôi có đồ chơi chứ bộ. Có đồ chơi ở đó. Cho con ngồi nhúng nha. Con nhúng mà. Chưa biết chơi nhiều. Cho ngồi chút xíu thôi. Nha. Trời. Thank you.